Hello, xin chào mọi người và trở lại với cái hành trình ngày thứ bảy trên 28 ngày thực hiện lòng biết ơn. À, mọi người đã thực hiện cái ngày nhiệm vụ xong cái nhiệm vụ của ngày 6 chưa ạ? Nếu như mà có thắc mắc nào hoặc là chúng ta đã có những cái thay đổi gì hãy comment xuống dưới video này cho Hiệp biết nhé. Rồi đến ngày thứ bảy này là một cái um, Hiệp nghĩ là một cái phương pháp rất là hay là cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực, à, sự tiêu cực trong cuộc sống nó rất là nhiều đúng không ạ? Và nó thật ra là cái sự tiêu cực ý, nó ảnh hưởng rất là nhiều, Nó ảnh hưởng đến cái cảm nhận của chúng ta, à, chúng ta sẽ cảm thấy là stress, mệt mỏi, căng thẳng đúng không ạ? Và từ đó là các cái các cái hệ luyện liên quan đến công việc này, rồi trong các mối quan hệ nó đều bị ảnh hưởng. Do đó, đó mà cái phương pháp ngày hôm nay nó rất là hay Là gánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực à, Mọi người hãy sửa ra trang sách số 81 Hoặc là à, nghe hiệp đọc sách nhé Và cái nhiệm vụ nó sẽ nằm ở cuối video này Người thật sự có lòng biết ơn là người biết ơn trong mọi hoàn cảnh Khi có một mối quan hệ đang ở trong tình trạng khủng hoảng Khi có áp lực về tài chính, vấn đề về sức khỏe hay công việc khó khăn Những tình huống tiêu cực sẽ xuất hiện Vì khi ấy bạn thấy thiếu đi lòng biết ơn trong một thời gian dài nếu không biết ơn mọi thứ trong cuộc sống thì một cách vô thức chúng ta sẽ xem nhẹ điều ấy xem điều ấy là điều hiển nhiên. Xem thứ gì đó như là điều hiển nhiên là nguyên nhân chính gây ra sự tiêu cực bởi vì khi nhận lấy những điều hiển nhiên ấy thì chúng ta không cho đi sự biết ơn và chúng ta khiến phép màu không thể xảy ra. Lòng biết ơn luôn mang lại sự gia tăng kỳ diệu trong cuộc sống. Tương tự, việc xem mọi thứ là hiển nhiên cũng luôn dẫn tới sự xa sút trong cuộc sống. Bạn có biết ơn sức khỏe khi bạn đang khỏe mạnh không, hay bạn chỉ để ý đến nó khi bị thương hay bị bệnh? Bạn có biết ơn công việc hàng ngày không, hay chỉ quý trọng nó khi nghe tin công ty sắp cắt giảm nhân sự? Bạn có biết ơn mỗi khi nhận được tiền lương hay không, hay bạn cho nó là điều hiển nhiên? Bạn có biết ơn khi người thân của bạn ờ uh, khi mọi chuyện vẫn ổn thỏa không, hay bạn chỉ nói chuyện với họ khi có vấn đề xảy ra? Bạn có biết ơn khi chiếc xe vẫn hoạt động tốt không? Hay bạn chỉ nghĩ khi đến à, nghĩ đến xe mỗi khi mình mỗi khi nó bị hỏng. Bạn có biết ơn việc mình đang sống mỗi ngày không? Hay bạn nghĩ rằng có được cuộc sống là điều hiển nhiên. Xem mọi thứ là hiển nhiên sẽ đến những phàn nàn, suy nghĩ và lời nói tiêu cực. Vậy nên khi phàn nàn, theo quy luật hấp dẫn bạn sẽ thu hút những thứ khiến bạn phàn nàn nhiều hơn nữa nếu bạn phản nàn về thời tiết, về giao thông, xếp bản đời, gia đình, bạn bè, người lạ hoặc phản nàn khi phải xếp hàng, phải trả hóa đơn, phản nàn về kinh tế, về chi phí nào đó, về dịch vụ công ty, thì khi ấy bạn không biết ơn và mỗi lời phản nàn ấy bạn đang đầy ước mơ đi ra xa hơn mình hơn. Rồi đây bạn hiểu rằng khi phản nàn khi có ý nghĩa và lời nói tiêu cực cũng như khi xem mọi thứ là điều hiển nhiên thì bạn đang ngăn chặn những điều tốt đẹp đến với cuộc sống. Giờ đây bạn hiểu rằng khi điều gì đó trở nên tồi tệ, có nghĩa là bạn đã vô thức không còn lòng biết ơn nữa. Sự tiêu cực không thể tồn tại khi bạn đang có lòng biết ơn được. Không thể nào phê phán và đổ lỗi khi bạn đang biết ơn được, không thể nào cảm thấy buồn bã hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khi bạn đang biết ơn được và điều tốt đẹp ấy, nếu bạn đang có một hiện trạng tiêu cực nào đó trong cuộc sống thì với lòng biết ơn nó sẽ nhanh chóng được cải thiện. Đầu tiên, có thể khá khó khăn nhưng bạn phải tìm kiếm những điều mình cảm thấy biết ơn trong cuộc trong tình huống tiêu cực. Dù mọi chuyện tệ đến đâu thì vẫn có những thứ để mình biết ơn. Đặc biệt là khi bạn hiểu rằng lòng biết ơn sẽ cải thiện tình huống tiêu cực. Walt Disney, người được biết được phép màu thật sự trong cuộc sống đã hướng dẫn cách làm điều này trong bộ phim Pollyanna. Bộ phim Pollyanna được Disney sản xuất vào năm 1960 có nhắc đến trò chơi vui vẻ và nó có tác động lớn đến tuổi thơ của tôi. Tôi đã chơi trò chơi vui vẻ giống như phim trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu của mình. Để trò chơi này, bạn phải tìm hiểu thật nhiều thứ khiến mình vui vẻ, đặc biệt trong một tình huống tiêu cực, tìm những thứ mình cảm thấy vui vẻ hoặc cảm thấy biết ơn trong tình huống tiêu cực sẽ là một giải pháp xuất hiện sẽ kiến giải pháp xuất hiện. Watson này đã minh họa bức tranh nhiệm màu của lòng biết ơn trong bộ phim Pollyanna và hàng nghìn năm trước Đức Phật cũng đã dạy phương pháp tương tự để sử dụng sức mạnh nhiệm màu này. Ông đã nói rằng mỗi ngày thức dậy Hãy biết ơn bởi vì nếu ngày hôm nay ta chưa lĩnh hội được nhiều thì ít nhất ta cũng đã lĩnh hội được một chút và nếu không lĩnh hội được một chút thì ít nhất ta cũng không vướng phải bệnh tật và nếu có vướng phải bệnh tật thì ít nhất ta vẫn đang sống vậy nên tất cả hãy biết ơn Hãy để lời dạy của Đức Phật dẫn lối và hôm nay hãy chọn ra vấn đề hay tình huống tiêu cực mà bạn muốn giải quyết nhất và tìm kiếm 10 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn Tôi... Tôi biết khi bắt đầu sẽ khá khó khăn, nhưng Đức Phật đã hướng bạn đến phương pháp thực hiện. Hãy viết danh sách 10 điều ấy trên máy tính hoặc trong quyển sổ biết ơn của mình. Ví dụ như, vấn đề có thể là bạn vừa mất việc và dù đã cố gắng hết sức, bạn vẫn thất nghiệp. Để cải thiện tình huống này một cách kỳ diệu, bạn phải tập trung thực thi lòng biết ơn đối với tình huống này. Dưới đây là một số ví dụ bạn có thể nói. một Tôi biết ơn vì có nhiều thời gian hơn cho gia đình trong thời gian này. 2. Tôi biết ơn vì cuộc sống của mình ổn định hơn vì có nhiều thời gian để sắp xếp. Ba, Tôi biết ơn vì đã có việc làm trong phần lớn thời gian và tôi có nhiều kinh nghiệm. 4. Tôi thật sự biết ơn vì đây là lần đầu tiên tôi bị thất nghiệp. 5. Tôi biết ơn vì vẫn có nhiều công việc trên thị trường và mỗi ngày đều có thêm các công việc mới. 6. Tôi biết ơn vì tất cả những gì đã học được khi làm việc và tham gia phỏng vấn. 7. Tôi biết ơn vì mình có sức khỏe và có thể làm việc. 8. Tôi biết ơn sự hỗ trợ và khuyến khích của gia đình. 9. Tôi biết ơn vì những gì mình hiện có và vì tôi cần đến chúng. 10. Tôi biết ơn vì sau khi mất việc, tôi nhận ra rằng có việc làm thật sự rất ý nghĩa, trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó và kết quả của sự biết ơn này đó là người thất nghiệp ấy sẽ thu hút nhiều tình huống khác nhau và hoàn cảnh hiện tại của họ sẽ được cải thiện một cách nhiệm màu sức mạnh của lòng biết ơn mạnh mẽ hơn bất kỳ tình huống tiêu cực nào và có vô vàn cách thể hiện tình huống tiêu cực ấy tất cả những gì bạn cần làm là thực thi lòng biết ơn và tận hưởng phép màu khi nó xảy ra hãy lấy ví dụ khác một người con trai có mối quan hệ không tốt với cha mình người con cảm thấy dù anh ta làm gì thì cha vẫn không có hài lòng. Một, tôi biết ơn vì phần lớn những mối quan hệ trong cuộc sống đều rất tốt đẹp. Hai, tôi biết ơn cha mình vì đã làm việc vất vả để cho tôi ăn học, điều mà ông không có được. Và tôi biết ơn cha mình vì ông đã bao bọc cho gia đình trong suốt thời thơ hấu của tôi, bởi vì tôi không hề biết tôi không hề biết ông đã làm việc vất vả và chi tiêu cho gia đình nhiều như thế nào. Bốn, Tôi biết ơn cha vì đã đưa tôi đi chơi bóng chày vào mỗi thứ bảy khi tôi còn nhỏ. 5. Tôi biết ơn cha vì gần đây ông không quá nghiêm khắc với tôi như trong quá khứ. 6. Tôi biết ơn cha vì ông quan tâm đến tôi thật nhiều, bởi vì ông sẽ không nghiêm khắc nếu không quan tâm đến tôi. Tôi biết ơn vì 7. Tôi biết ơn vì nhờ mối quan hệ với cha, tôi có được sự đồng cảm và thấu hiểu hơn với con mình. 8. Tôi biết ơn cha vì đã cho tôi hiểu rằng sự động viên là rất quan trọng trong việc nuôi dạy con cái trở nên vui vẻ và tự tin. 9. Tôi thực sự rất biết ơn vì có thể cùng cười vui với cha, có những người không thể làm điều đó vì họ không có cha. Và những người đã mất đi cha sẽ không bao giờ có cơ hội cùng cười vui với cha một lần nào nữa. 10. Tôi thực sự rất biết ơn vì mình có cha, bởi vì ngoài những khoảng thời gian khó khăn thì chúng tôi rất vui vẻ và tôi sẽ không có nhiều thời gian vui vẻ trong tương lai với cha của mình. Và kết quả của lòng biết ơn chân thành đối với cha đó là người con sẽ khiến mối quan hệ của hai cha con tốt đẹp hơn, người con thay đổi suy nghĩ và cảm xúc về cha mình. Và điều này ngay lập tức thay đổi những gì anh ta nhận được từ cha, mặc dù chỉ thể hiện sự biết ơn trong tâm trí. Nhưng khi đó đủ nhiều và đủ mạnh mẽ, lòng biết ơn của người con sẽ tác động nhậm màu lên mối quan hệ của cha mình với cha mình. Khi duy trì được lòng biết ơn này thì theo quy luật hấp dẫn, người con chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình huống tốt đẹp, hơn nhiều với cha của mình và mối quan hệ của họ sẽ được cải thiện ngay lập tức. Hãy nhớ rằng bạn có thể nhận biết được quá trình vận hành của lòng biết ơn thông qua cảm xúc của mình. Bạn cảm xúc sẽ tốt hơn khi bạn thực thi lòng biết ơn. Bằng chứng đầu tiên thể hiện sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi ấy bạn biết rằng tình huống sẽ cải thiện và giải pháp sẽ xuất hiện. Câu trả lời cho mọi vấn đề là tập trung lòng biết ơn vào vấn đề cho đến khi bạn cảm thấy cảm xúc bên trong mình tốt hơn. Sau đó phép màu sẽ xuất hiện trong cuộc sống bên ngoài. Khi lập danh sách 10 điều biết ơn, hãy đảm bảo mỗi điều được viết theo cấu trúc này tôi rất biết ơn vì hoặc tôi thật sự biết ơn vì và hoàn thành câu ấy với điều mà bạn biết ơn và nếu muốn thì bạn cũng có thể sử dụng phương pháp của Walt Disney sử dụng sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn tôi rất vui vì chấm 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 và hoàn thành câu đó với điều khiến bạn vui vẻ khi liệt kê ra 10 điều bạn cảm thấy biết ơn hãy hoàn toàn hoàn thành phương pháp cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực bằng cách viết cảm ơn cảm ơn cảm ơn vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo trong ngày hôm nay hãy thử xem bạn có thể hoàn toàn không nói bất kỳ điều gì tiêu cực không có thể đây là một thử thách nhưng hãy thử thực hiện trong một ngày đây là chuyện quan trọng cần làm bởi vì phần lớn chúng ta đều không nhận thức được mỗi ngày mình nói nhiều tiêu tư cực đến mức nào nhưng bạn sẽ sớm nhận ra nếu để ý lời nói của mình trong một ngày hãy nhớ rằng những lời tiêu cực và phản nàn chỉ thu hút thêm nhiều những thứ như thế đến với bạn và nếu bạn nhận thức được điều đó mình đang nói bạn sẽ có thể dừng lại và quyết định xem mình sẽ nói tiếp như thế nào dưới đây là công cụ cứu cánh nhiệm màu mà bạn có thể sử dụng khi phát hiện ra mình đang suy nghĩ hay nói ra những điều tiêu cực hãy dừng lại ngay và nói rằng nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất biết ơn vì Hoàn thành câu ấy với một điều nào đó, bất cứ điều nào bạn cảm thấy biết ơn, hãy mang theo công cụ nhiệm màu này và hãy thực hiện đó ngay khi cần. Nếu trong tương lai xảy ra một vấn đề hay một tình huống nhỏ nào đó, hãy nhớ dập tắt nó ngay từ đầu, đừng để đống lửa nhỏ bùng thành đám cháy lớn và khi ấy bạn sẽ thắp sáng cuộc sống của mình với phép nhiệm màu và cái phương pháp thực thi cái 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 phương pháp cánh cửa mà thoát khỏi sự tiêu cực này thì đầu tiên chúng ta vẫn lặp lại cái phương pháp là cảm thấy mình thật hạnh phúc và mỗi buổi sáng bằng cách viết ra 10 điều biết ơn kèm theo đó là lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn và sau mỗi lời biết ơn đó nhé thứ hai là mình hãy chọn ra một vấn đề hay một tình huống tiêu cực trong cuộc sống mà mình muốn giải quyết nhất thứ ba đó là liệt kê 10 điều mình cảm thấy biết ơn về cuộc sống tiêu cực ấy, về tình huống tiêu cực ấy. Và thứ tư là ở cuối danh sách hãy viết Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo Và trong ngày hôm nay thì Bạn hãy thử xem bạn có thể hoàn thành Hoàn uh, toàn không nói bất cứ điều gì tiêu cực hay không nhé uh, Nếu bạn phát hiện ra Mình đang nghĩ hay nói những điều tiêu cực Hãy sử dụng công cụ cứu cánh nhiệm màu Hãy dừng lại ngay và nói rằng Nhưng tôi phải nói rằng Mình cảm thấy rất biết ơn vì Và và đừng quên là trước khi đi ngủ chúng ta vẫn thực hành cái phương pháp nhiệm màu và số 2 là hòn đá nhiệm màu nha Hãy nắm chặt uh, hòn đá nhiệm màu và nói lời cảm ơn đối với điều tốt đẹp nhất của ngày hôm đó ha Rồi hãy đi ngủ hình tin chắc rằng là sẽ bạn sẽ có một giấc ngủ rất là ngon Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở ngày thứ 8 Xin chào